trước á? Em không biết chuyển sang đứng trước cơ. Gọi là Dũng. Đó. Không được. Hỏng. Hỏng mê luôn. Con. Con sát bên cả nhà đấy. Lấy không? Đấy. Cái gì bạn? Hỏng mê, hỏng mê. Đấy. Mê là cái bộ phi mạch nó đấy. Ừ. Sao? Hồng Sibu. Hồng nhiều cái lắm, Sibu Ram gì đó. Ram Sibu đúng không? Không biết à? Cũng hiểu mê rồi à? Kìa. Cũng nếu mà không liên hệ nhiều về nhiều nguyên nhân lắm. Một là Ram, hai mà hay là Sibu, ba là mê biết. Mê luôn à? Mê thì vứt đi. Thế đi rồi. Để xem tình hình nào, có gì bắt lúc lúc nào về thì anh gửi cho. Đúng rồi. Máy ông mua ngày xưa là hơi đắt đấy. Kìa, nó làm phá luôn à. Nó phá luôn của chú ra mà chúng bắt đèn à. Bắt đèn nó chứ, mẹ nổ nó trước khi ấy tôi vẫn bật được, hỏng ấy bây giờ ông bắt thì ông bắt bật đèn tôi chứ, ý là không, ý anh là bắt đèn nói chứ bảo là tôi máy tôi trước khi sửa nó thì chẳng ngày thôi, giờ ông sửa cũng không bật được, mà năm nào nó sửa được cho tôi, ý là phải bắt đèn nó chứ. Kì. Đúng rồi. Thế thôi. Đúng rồi, hỏng lỗi nặng quá, hỏng bên nhỉ. Thế, lúc nào về đây thì anh gửi cho. Nha.
Dạ. Giờ nó còn đắp lên bằng bằng không bởi một b là cái ha cũng thơ mà đắp đắp lề á, nó phải dùng á.
sinh trong nhà một con rồi chắc là lại không hiện ra, chúng ta mà phát hiện từ cái thời điểm nó gọi là nó hồi nhỏ thì phát hiện cái thời điểm 2015 sẵn thì nhớ đi em nghi ngờ mà buổi càng lớn càng chẳng có ai cả à. Dù sẵn thì đi em nhớ có cái thống cuối cùng ra mới nói rõ thì nói với tập thì đứa con gái 42 tuổi gia đình có cái mà còn nữa là con của mẹ con là người tam nhầm giờ già giờ bà vẫn nuôi nhưng mà ý là bà muốn nói sự thật thôi mà bà cái gia đình này thì giàu có bây giờ bà muốn là tìm lại những người con của mình á bà không biết giờ ở đâu bà bình thường phát hiện luôn này chấm dứt rồi.